Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay. Vân Anh xin chào bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Vâng, một lần nữa xin chào cô Vân Anh và quý khán thính giả của đài VNTV và với chương trình Sức khỏe và đời sống. Vâng, thưa quý vị và thưa quý vị, như thường lệ thì trước khi đi vào chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì Vân Anh xin được một lần nữa giới thiệu đến quý vị bác sĩ Hồ Ngọc Minh, được biết trong cộng đồng người Việt của chúng ta rất là nhiều năm vừa qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Và bác sĩ cũng là phu quân của bác sĩ sản phụ khoa rất là khả ái của chúng ta, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh sẽ gửi đến chúng ta một cái đề tài liên quan đến chị em phụ nữ chúng ta, là chị em phụ nữ chúng ta ăn vặt nhiều hơn đàn ông, phải không? Phải không bác sĩ? Dạ, nhưng mà dạ, có thể đúng một chút, nhưng mà có khi mấy ông cũng ăn vặt cũng khá nhiều. Nhưng mà sự thật thì có lẽ là phụ nữ thích ăn li ti nhiều hơn. Ta nói là nam thực như hổ và nữ thực thì như miêu, nhưng mà miêu thì ăn hoài thôi à. Vâng, thưa quý vị, và cái đề tài ngày hôm nay cũng có liên quan đến chuyên khoa của bác sĩ, đó là về sản phụ khoa, đó là chị em bạn gái của chúng ta thèm ăn vặt nhiều khi mà có kinh nguyệt. Thì ngày hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ chúng ta tại sao có cái điều này xảy ra, thưa bác sĩ. Dạ. Vâng, như mình nói là người đàn ông thường thường thì người ta ăn nhiều, nhưng mà được cái là vì với dưới sự ảnh hưởng của hormone của đàn ông, tức là cái testosterone, cái hormone người đàn ông thì nó có khuynh hướng là tiêu thụ calorie và biến cái calorie đó thành bắp thịt. Thành ra mình thấy là trừ trường hợp mà những người nào đàn ông họ ăn nhiều quá thì thôi, nhưng mà trung bình những người đàn ông mà có gọi là vận động và có tập thể dục thể thao thì ăn nhiều chút đỉnh không sao hết, họ có thể họ lên cân, nhưng họ có thể xuống cân cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với phụ nữ, bệnh nhân của tôi thì dĩ nhiên là đa số là phụ nữ thì hay nói với tôi, bác sĩ ơi, sao mà tụi em muốn xuống cân rất là khó, không phải là dễ. Thì cái đó thực sự đúng. Theo cái quan sát là một phần là do cái hormone. Trước tiên mình nói là trong người phụ nữ chúng ta nó họ có hai cái hormone. Trước tiên mình hãy nói đến cái hormone gọi là estrogen. Cái estrogen thì có khuynh hướng rằng là nó đi ngược với lại testosterone, tức là khi mà những cái gọi là cái calorie dư của mình nó thay vì bỏ vô bắp thịt thì nó lại biến thành mỡ. Rồi cái hormone thứ hai đó là gọi là cái progesterone, nó lại thúc mình ăn. Thành ra một bên là ăn, rồi một bên á thì mình ăn lại mình để biến thành mỡ, cho nên rất là khó cho người phụ nữ xuống kinh. Có nhiều khi cái nghiên cứu cho thấy rằng là 2/3, gần như là khoảng 60%, 67% phụ nữ thường thường là họ thích ăn lặt vặt và ăn nhiều hơn trong cái thời kỳ mà gọi là khi mà họ có chu kỳ kinh. Dạ vâng. Như vậy thì cái sự thèm ăn nó thường bắt đầu ít ngày trước khi có kinh nguyệt hay là như thế nào bác sĩ? Thường thường đó thì họ nói là kinh nghiên cứu cho thấy rằng là cái nhu cầu thèm ăn nó thường thường nó xảy ra khoảng chừng 3 ngày sau khi trứng rụng. Tức là cũng có lý là khi mình sau khi mình trứng rụng rồi đó thì cái lượng progesterone nó bắt đầu tăng lên. Thì cái progesterone tại sao là như vậy? Cái progesterone, để mà cho một cái thí dụ cho nó dễ hiểu, quý vị để ý là trong cái người sản phụ mà họ có thai đó, khi mà có em bé đó thì cũng ăn nhiều như vậy. Nghĩa là nhưng mà cái gì mà thúc đẩy cho người phụ nữ ăn nhiều đó cũng là cái progesterone. Yeah. Trong cái người có thai đó thì là cái progesterone sản xuất ra bởi cái lá nhau. Yeah. Và nó kích thích người phụ nữ lúc nào cũng thèm ăn. Thì đó là cái gọi là cái tác dụng của progesterone. Nói chung là những cái đó nó đều nằm ở trong cái diện mình gọi là cái steroid, gọi là cái testosterone cũng vậy, cái estrogen cũng vậy, progesterone cũng vậy, hay là corticosteroid, tức là những cái gì mà nói về steroid đó là nó đều thúc mình ăn hết. Và trong đó là có là cái progesterone nó thúc cho mình ăn. Thì bây giờ trở lại cái chu kỳ kinh nguyệt, mình có thể nói là chu kỳ kinh nguyệt á nó là một cái gọi là cái sự thu hẹp lại của một cái thai kỳ, nói cho dễ hiểu như vậy. Như thai kỳ thì mình 9 tháng 10 ngày, nhưng mà chu kỳ nguyệt nói trắng ra là nó là một cái chu kỳ mà gọi là cái thai kỳ nó không xảy ra, cho nên nó cứ tái diễn hoài. Cứ mỗi tháng mình người phụ nữ có kinh thì nó sẽ tái diễn trở lại một vòng như vậy, gọi là chu kỳ. Cho nên vào khoảng bắt đầu ngày kinh thứ 3 là khi mà cái lượng progesterone nó bắt đầu tăng đó, thì nó thúc đẩy người phụ nữ muốn ăn.
Và cái đó nó kéo dài cho tới khoảng 2-3 ngày sau khi có kinh. Tức là quý vị thấy là nó trong 2 tuần lễ, gần như 2 tuần lễ là cái nhu cầu thèm ăn nó tăng lên. Cái đó không phải, nhiều khi mình không phải là tại người phụ nữ họ muốn như vậy. Nhưng mà cái gọi là cái nhu cầu sinh lý nó thúc đẩy người phụ nữ gọi là ăn như vậy. Một phần nữa là nên nhớ là cái chu kỳ kinh nguyệt á, cái khi mà sau thời gian rụng trứng là cũng là cái mục đích phải hiểu rằng là chu kỳ kinh nguyệt là gì. Chu kỳ kinh nguyệt là một cái gọi là cái vòng tròn, vòng quay là chuẩn bị cho người phụ nữ để có thai, chứ không phải là để có kinh. Hai cái nó khác nhau. Cái có kinh thực sự đó là một cái sự thất bại của một cái chu kỳ kinh nguyệt. Cái mục đích tối hậu của một chu kỳ kinh nguyệt là để có thai. Cho nên khi mà cái gọi là cái 10 ngày sau cùng đó là chuẩn bị cho cái thai nó bám vào. Thì cái chuyện đó không thể cưỡng lại được. Dĩ nhiên là có một số phụ nữ họ không thích ăn thì thôi, có thể cưỡng lại được. Nhưng mà gần như mình nói đa số phụ nữ là thèm ăn. Và dĩ nhiên là phụ nữ thì cứ ăn lặt vặt chút 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 này nọ. Rồi. Và những cái ăn lặt vặt chút chút như vậy nó dễ làm cho mình lên ký không bác sĩ? Dạ đúng, là vì mình dễ làm mình lên ký. Vì trong cái thời điểm đó mình, cái cơ thể mình có khuynh hướng là mình giữ calorie lại. Right. Thành ra nó, nếu mà không, mình không có thể tập thể dục thể thao trong thời kỳ đó thì nó dễ lên ký. Nhưng mà tại sao như vậy, mình phải đi sâu vào vấn đề là nó có một cái sự thỏa mãn gì đó mà mình không kiềm chế được. Tại sao mà phụ nữ lại thích ăn như vậy? Một bên là thúc, nhưng mà có khi mình có thể kiềm chế lại được. Tại sao như vậy? Lý do đầu tiên thì mình là không kiềm chế được là vì cái hormone mình không có thể cản được. Nhưng cái lý do thứ hai nữa là nó, nói chung là tất cả hiện tượng này nó nằm trong một gọi là, ta gọi là một cái hội chứng mà mình gọi là hội chứng tiền kinh nguyệt, gọi là người tiếng Mỹ nó gọi là premenstrual syndrome. Tức là hội chứng tiền kinh nguyệt là cũng vậy. Khi mà progesterone tăng lên á thì phụ nữ thường thường hay có những thay đổi về tâm tính. Giai đoạn này là trước kinh nguyệt khoảng một bao nhiêu ngày? Một tuần lễ. Lúc có thể cảm thấy như mình bực dọc, mình stress, mình dễ bị sợ hãi vô cớ, lúc nào mình thấy gì là mình là dễ bị bốc đồng lắm, tức là mình nói là dễ bốc lửa đó. Thay do giai đoạn này mà ai chọc giận mình là chết á, right? Thì đó là cái đó rất là bình thường. Người phụ nữ họ gọi là cái PMS, nói cho ngắn gọn là PMS. Thì người ta nghĩ là cái chuyện mà ăn lặt vặt mà nó cũng nằm trong cái gọi là cái tập hợp của cái hội chứng đó. Tại sao như vậy? Vì là khi ăn như vậy thì nó có thể giảm bớt stress. Tại sao mình ăn nó giảm bớt stress? Là vì có hai chuyện. Thứ nhất là khi mình ăn vào đó thì cái này đúng cho lẫn là phụ nam lẫn phụ nữ. Tức là khi mình ăn vào thì cái bộ não mình sẽ tiết ra những cái chất hormone gọi là serotonin, nó tạo cho mình cảm giác là mình sảng khoái, mình thích thú. Đó là cái chuyện mình ăn thì mình thích, đúng không? Thì đó là những cái gọi là cái thúc đẩy tự nhiên, là mình ăn vô thì mình thấy vui vẻ, đời vui lắm, right? Thì đó là tại sao mà một hình thức vô cớ là mình thúc đẩy cho mình muốn ăn nhiều, right? Một bên thì hormone nó thúc mình ăn, rồi mình ăn mình thấy sướng, cho nên thấy sung sướng, cho nên mình cứ ăn hoài thôi. Và cái thứ ba, lý do thứ ba nữa là từ cái chuyện mà mình ăn mình cảm thấy sung sướng đó thì mình có thể là mình, người phụ nữ có thể tưởng lầm vô tình, gọi là tưởng lầm mà mình, nó trở thành một cái tình trạng là mình có điều kiện, tức là một cái phản xạ có điều kiện, hay là cứ mỗi lần thấy trong người mình bực bội là ăn. Ok, là tại sao như vậy? Có khi họ dùng đồ ăn giống như một loại thuốc. Thuốc giảm đau, thay vì thuốc an thần, uống thuốc thăm an thần hay uống thuốc giảm đau thì mình ăn. Ok, thì đó là tại sao mà trong thời gian này mình có thể thèm đủ thứ, thèm ngọt, thèm chua, nhất là cái gì cũng được, nhưng mà li ti lặt vặt. Và cái giai đoạn này sẽ hết sau khi mà chúng ta có kinh nguyệt rồi? Dạ, thường thường khi kinh nguyệt nó xuống thì tất cả cái hormone này là xuống trở lại gọi là baseline, tức là xuống lại cái lớp thấp, gọi là cái level thấp nhất của cái chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng mà rồi thì sau đó, sau khi trứng rụng thì nó lại bắt đầu lại từ đầu đó. Thành ra cái này nó trở thành một vòng luẩn quẩn. Lúc nào cũng thèm ăn. Nhưng mà có nhiều phụ nữ, nên đúng rồi, lúc nào cũng thèm ăn là có nhiều phụ nữ có thể nói là thèm ăn là 24/7. Right? Cái đó là cũng có, chứ không phải không. Tức là những cái yếu tố khác lặt vặt trong đời sống của họ, lúc nào họ cũng bị stress. Thường thường khi người phụ nữ stress thì họ có một số thì là không muốn ăn. Không muốn ăn nó, nhưng mà
Một số khác thì lại là khi stress thì họ lại ăn nhiều hơn là bình thường. Vậy nếu mà nói là cái sự thèm ăn này vì ảnh hưởng của kinh nguyệt thì có cách nào mình không tránh thể hoặc nào là mình giảm chấm được dứt không? cái chu kỳ kinh nguyệt được, right? Mình không thể nói ô nói thôi bây giờ, mà cái khổ là giả sử nói thí dụ cho những người mà họ tới thời kỳ nghỉ kinh rồi không còn chu kỳ nguyệt, thực sự nó cũng không tránh khỏi, nó lại có những yếu tố khác để cho mình thèm ăn hơn nha. Thành ra nhưng mà cái chuyện nữa là khi mà mình biết được như vậy thì mình có thể phòng chống. Phòng chống là nên nhớ là khi mình nói rằng là khi mình ăn cái gì cũng vậy, với cái ý chí của mình, cái đầu óc mình có thể kiểm soát được chuyện đó nha. Khi mình hiểu lý do tại sao, khi mình hiểu thì mình có thể ngăn ngừa Đúng được rồi. nha. Đúng rồi. À, khi mình hiểu cái chuyện là chuyện phải tới, mình có khi mình phải chấp nhận nó tới và mình không thể tránh khỏi, nhưng mà mình tìm cách mình giảm cường độ của nó xuống chẳng hạn, right? Ví dụ bây giờ mình là nhất là khi mà sau thời kỳ, sau cái những ngày rụng trứng thì mình nói alright, bây giờ tới thời kỳ là những ngày sắp sửa là ăn rồi đây, thì mình phải để ý tới cái chuyện ẩm thực của mình chút xíu nha, hoặc là tăng cường, nhất là tăng cường thể dục thể thao trong cái tuần lễ đó, hoặc là mình làm những chuyện gì khác để mà nó gọi là nó Quên đi những cơn quên những thèm cơn không? thèm, right? Mình có thể thay đổi Dạ vâng. cái diet của mình, chẳng hạn mình nhiều nước hơn, mình nhiều rau cải hơn, những cái giai đoạn như vậy để mình gọi là đối phó với nó, Dạ right? vâng. À, vâng thưa quý vị, nhất là chị em bạn gái của chúng ta sau khi mà nghe cái sự chia sẻ của bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay thì cũng thấy là nhiều khi chúng ta ăn vặt nhiều không phải là tại chúng ta muốn mà cái đó là vì cái cơ thể. Vì cơ À, thể dạ mình nó thúc đẩy, dạ right? cho nên các ông cũng thông cảm. Dạ, các ông cũng thông cảm vì thực sự cái đó còn tệ hơn các ông, vì có các ông không ai thúc đẩy hết hết nhưng mà vẫn cứ ăn, Dạ right? Nhưng mà có nên nhớ là có trường hợp như vậy, quý vị để ý rằng quý vị để ý rằng là người ta hay nói là cái đó nồi nào đắp cái dung đó, nồi ok. nào Quý đắp vị nồi để ý là hai vợ chồng nào mà hạnh phúc thì hai vợ chồng giống hệt nhau, tức là nếu mà vợ lên cân chút thì chồng cũng tròn trịa chút đỉnh đó. đó. Thành ra cái chuyện đó chuyện không tránh khỏi đó. Thì nếu mà một người mà là chủ động trong việc mà mình giữ gìn cái sức nặng của lý tưởng của mình đó, thì người kia cũng sẽ đi theo, hoặc là điều đó có nghĩa rằng là chị em phụ nữ nào mà có gia đình thì chính mình tìm cách mình kiểm soát nó, nhưng mà ngược lại thì mấy ông xã cũng nên để ý, Giúp nếu đỡ vợ muốn vợ mình đẹp thì mình chính mình cũng phải đẹp cho mình trước cái đã. Đó, thì hai vợ chồng thì mới có gọi là phải có một cái team, phải không? Phải không? Gọi là người ta là phải cặp đôi, phải work với nhau, chứ không phải là thấy vợ xù ra là thôi mình hoặc là có hai giải pháp, hoặc là mình cũng 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 cùng ăn luôn chung với vợ mà hoặc là mình đi kiếm chỗ khác chơi thì không được. Đấy, cái gì đó. Đồng kham cộng khổ ha. Ok. Vâng thưa quý vị, và đó là đề tài thèm ăn vặt khi có kinh nguyệt của chị em phụ nữ chúng ta với bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn trong chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.